Đẹp trai rồi, đi thôi. Come on. Anh, cái làm gì? Mới chút dừng gì này? Nắm anh, giật hết cả mời. Anh Tuấn ơi, hay ở nhà chơi với em đi. Quý em ơi, không có đâu. Anh ơi, không có anh. Chị ơi, ba anh đẹp trai đẹp kém. Trời ơi, sạch việc, chơi đi chơi. Anh Tuấn ơi, hôm nay mình sẽ chơi trò đập trứng nha. Okay. Ở đây em chuẩn bị một quả trứng và một cái cốc. Ôi, đập trứng để hồi trẻ em chơi suốt. Thế bây giờ anh vẫn trẻ đấy. Giỏi rồi, chơi đi, nhanh lên, anh còn đi. Rất là mất thời gian. Bắt đầu chơi nha, để em đập trước. Ok. Ôi, anh chị ơi em đây. Thế này thì đi chơi gì nữa. Đây là cái giá mà anh không cho em đi chơi cùng. Ôi giời ơi, làm gì không làm, suốt ngày chơi. Ôi giời, mẹ ơi, anh cũng đang chơi mà, anh có làm gì đâu. Chơi đâu mà chơi, con thử nhìn em ảnh đi kìa. 1, 2, 2 cộng 2 là 4, 4 cộng 4 là 7, 8 cộng 8 là 16. Hơ, anh vừa chơi mà đang quay thảo. Thật đấy. Ảo cái gì mà ảo, con đi ra quét nhà cho mẹ đi. Đi nhanh lên. Phải thông minh với nhanh nhẹn như em này thì mới không cần phải dọn về nhà. Còn anh chậm chạp, ui dồi ôi, thế mới phải làm việc nhà. Chắc là mẹ sẽ tự hào về mình lắm đây. Mẹ hả? Hả? Đây là cái gì? Mẹ ơi, tiền này tiền ăn sáng. Con tích đi.
đến giờ mà con vẫn còn chối được à? Nếu không phải con lấy thì ai lấy vào đây nữa? Mẹ mẹ, chắc là em Ánh lấy đây mẹ. Lại còn đổ lỗi cho em Ánh nữa à? Để mẹ gọi em Ánh vào đây. Ánh ơi, Ánh, vào đây mẹ hỏi này. Con đây mẹ ơi. Ánh nghe Ánh, có phải em lấy trộm tiền của mẹ đúng không? Anh cứ bị làm sao ấy. Em lấy tiền của mẹ em gì? Ánh, hôm qua con đi đâu, làm gì? Hôm qua con đi học mà, đến 11 giờ đêm con mới về mà, mẹ không nhớ à? Đấy, con thấy chưa? Em đi học 12 giờ mới về cơ mà. Con có lấy đâu, mà mẹ cứ đổi thừa là con lấy. Nói cho bọn cãi à? Con có giỏi thì đi luôn đi. Oh no. Con thì chả cái, mắng có tí thôi là dỗ chạy ra ngoài. Hả? Ôi, mình giặt quần áo để quên tiền ở trong này, thế mà lại đổ tội cho Tuấn rồi. Oh no. Thế nữa. Thôi được rồi, bây giờ hai đứa ngồi ở đây nhá, để mẹ đi nấu cơm không muộn. Vâng.